Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin được chia sẻ với các bạn về điểm mới của thông tư 119/2014 trên TT-BTC được ban hành ngày 25 tháng 8 2014, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9/2014 so với các điểm cũ của một số chính sách thuế trước ngày 1 tháng 9 năm 2014. Điều sửa đổi thứ nhất là sửa đổi bổ sung thông tư 156/2013 ngày 6 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định 83/2013 ngày 22 tháng 7 năm 2013 của chính phủ như sau. Mẫu tờ khai giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là cái mẫu số 01/RTRT thì nó sẽ thay đổi so với luật quản lý thông tư 156. Có nghĩa là ở chỉ tiêu số 40B thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư theo cái cũ thì nó gọi là thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được bù trừ với thuế giá trị gia tăng còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế. Nhưng theo thông tư 119 thì sẽ bỏ đi cái phần cùng tỉnh, thành phố và trực thuộc trung ương. Có nghĩa là chỉ tiêu số 40B chỉ là thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế giá trị gia tăng còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế mà không phân biệt là cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cái điều mới thứ hai là cái mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra, tức là cái mẫu số 01/RTRT cũng được thay đổi. Bỏ đi cái cột ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và mặt hàng. Bỏ luôn cái nhóm mặt hàng thuộc số 5 trên cái bảng kê, đó là hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/RTRT. Và cái thay đổi tiếp theo là cái mẫu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, mẫu số 01/2RTRT, thay đổi là bỏ đi cái cột ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất và thêm vào cái cột thuế giá trị gia tăng cái cụm từ đủ điều kiện khấu trừ thuế. Bỏ nhóm mặt hàng số 2, đó là nhóm hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ. Bỏ nhóm mặt hàng số 5 là hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/RTRT. Mẫu mới tiếp theo là mẫu tờ khai giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế mua bán chế tác vàng bạc đá quý, mẫu số 03/RTRT. Theo như thông tư 156 thì cái chỉ tiêu số 27 thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng với chỉ tiêu số 26 nhân cho 10%. Nhưng mà qua thông tư 119 thì cái chỉ tiêu 10% không được xóa bỏ, được thay thế bởi là thuế suất thuế giá trị gia tăng. Bởi vì khi mà cái thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mua bán chế tác vàng bạc đá quý thì không có chỉ có một loại thuế là 10% mà còn những cái mức thuế suất khác. Và một cái bảng kê được thay đổi nữa là bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra, mẫu số 01/RTRT. Bỏ đi cái cột ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng.
Điểm E là thay đổi cái mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất mẫu số 01 gạch 1 trên LPTP. Điểm R là cái mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản, mẫu số 111 trên KK gặp TNCN. Ở thông tư 156 thì trong cái mẫu này, trong cái mẫu số 11 trên KK TNCN chỉ là người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu. Ở đây không có một cái sự đồng sở hữu, tức là mỗi người được thừa kế được nhận quà tặng là bất động sản thì tự kê khai vào cái mẫu số 11 này. Nhưng qua thông tư 119 thì tất cả những người được nhận thừa kế được nhận quà tặng là bất động sản chỉ cần ký làm trên một bảng, có nghĩa là thay đổi là người nộp thuế bao gồm cả đồng sở hữu nếu có hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế. Cái sửa đổi thứ hai là sửa đổi điểm B khoảng 3 điều 11 thông tư 156 như sau: hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Ở thông tư 156 thì hồ sơ kê khai gồm có tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01 trên RTGT, bản kê hóa đơn dịch vụ bán ra theo mẫu số 01 gạch 1 trên RTGT, bản kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01 gạch 2 trên RTGT, bản kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% theo mẫu 01 gạch 3 RTGT, bản phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng quý theo mẫu 01 gạch 4A trên RTGT, áp dụng đối với các trường hợp người nộp thuế phân bổ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ trong tháng quý theo tỷ lệ phần trăm doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của tháng quý. Bản kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào được phân bổ được khấu trừ 5 theo mẫu 01 gạch ngang 4B trên RTGT. Bản kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu xây dựng lắp đặt bán hàng vãng lai chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01 gạch 5 trên RTGT. Như vậy là ở thông tư 156, một cái hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng hoặc quý theo phương pháp khấu trừ gồm có tờ khai 01, bản kê hóa đơn bán ra 01 gạch 1 là 2, thứ ba là bản kê hóa đơn mua vào 01 gạch 2, thứ tư là bản kê 01 gạch 3 áp dụng thuế suất 0%, thứ năm là bản phân bổ thuế giá trị gia tăng 01 gạch 4A, thứ sáu là bản kê khai điều chỉnh theo mẫu số 01 gạch 4B, thứ bảy là bản kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu xây dựng, thứ tám là bản phân bổ thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi đóng trụ sở chính mẫu số 01 gạch 6, 10 là bản kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh theo mẫu số 01 gạch 7. Nhưng qua thông tư 119 thì hồ sơ khai thuế chỉ giá trị gia tăng tháng quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, chỉ còn lại là tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01, bản kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 01 gạch 1,
bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01 và 2. Thứ năm là bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, mẫu số 01-5. Và cuối cùng là bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán theo mẫu 01-6. Như vậy là từ ngày 1 tháng 9 năm 2014, chúng ta sẽ bỏ đi bảng kê hàng hóa dịch vụ được áp dụng theo thuế suất 0% mẫu số 01-3. Bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng 01-4A. Bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng 5-01-4B. Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra mẫu 01-7. Thứ ba là sửa đổi bổ sung điểm A, D, A, D, D và E khoảng 8 điều 11 thông tư 156 như sau. Sửa đổi điểm A khoảng 8 điều 11 như sau. Đối với thông tư 156 thì khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đại lý, người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán mua đúng giá hưởng hoa hồng, không phải kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ bán đại lý, hàng hóa thu mua đại lý, nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng, đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng. Hóa đơn đầu ra đầu vào của hàng hóa dịch vụ bán đại lý là hàng hóa thu mua đại lý, được khai trên bảng kê 01-1 và mẫu số 01-2. Số liệu tổng hợp về hàng hóa dịch vụ bán đại lý, hàng hóa thu mua đại lý trên hai bảng kê này không được sử dụng để làm căn cứ để lập tờ khai thuế giá trị gia tăng. Và thông tư 119 thì không cần nữa. Chúng ta sẽ không cần lập hóa đơn đầu ra đầu vào của hàng hóa dịch vụ bán đại lý và hàng hóa thu mua đại lý để kê khai trên mẫu 01-1 và 01-2 nữa. Một điểm nữa là sửa đổi điểm D, D, E khoảng 8, điều 11. Điểm D, người nộp thuế kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê tài chính. Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế đối với các tài sản cho đơn vị khác thuê mua tài chính. Như vậy là chúng ta sẽ không cần làm cái bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1 và hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2. Trong đó chỉ tiêu thuế giá trị gia tăng mua vào chỉ ghi tiền thuế giá trị gia tăng của tài sản cho thuê phù hợp của hóa đơn giá trị gia tăng lập cho doanh thu của dịch vụ cho thuê tài chính trong kỳ. Và ở điểm D, đối với người nộp thuế có hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác hàng hóa thì chúng ta cũng không cần phải kê hóa đơn đầu ra đầu vào của hàng hóa nhận xuất nhập khẩu ủy thác để khai trên bảng kê 01-1 và 01-2. Ở điểm E, ở điểm E thì việc lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào bán ra kèm theo tờ khai thuế gửi cho cơ quan thuế trong một số trường hợp thực hiện như sau. Đối với hàng hóa dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng
như điện, nước, xăng dầu, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, mua bán vàng bạc đá quý, bán hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng khác thì được kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo từng hóa đơn. Điểm khác ở đây là điểm khác ở một thông tư 119 là bổ sung thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Còn ở thông tư 156 thì không có nói là thuộc đối tượng nào. Thông tư 156 thì ghi là đối với hàng hóa dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như điện, nước, xăng, dầu, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, mua bán vàng bạc, đá quý và bán lẻ hàng hóa mà không có cái đoạn là thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Chúng ta lưu ý cái đoạn đó. Điểm C là bỏ hẳn luôn cái nội dung tại khoản 12 điều 11 thông tư 156. Điểm khoản 12 điều 11 thông tư 156 là cái khoản gì? Là đối với các trường hợp sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động không phải tính thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì người nộp thuế vẫn thực hiện kê khai trên bảng kê mẫu số 01 gạch 1 trên giá trị gia tăng ban hành theo thông tư này, không phải tổng hợp trên tờ khai thuế giá trị gia tăng 01 trên RTGT ban hành theo thông tư này. Chúng ta bỏ hẳn luôn. Thứ tư là sửa đổi bổ sung điều số 16 của thông tư 156. Trước tiên là sửa đổi bổ sung điểm B.2.1 khoảng 2 điều 16 như sau. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ đại lý bảo hiểm, thu nhập từ đại lý xổ số, thu nhập từ bán hàng đa cấp, khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo các mẫu sau. Tờ khai quyết toán mẫu 09, phụ lục 09, phụ lục mẫu số 093, 094. Cái sự thay đổi là nó nằm ở chỗ là bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài nếu có, cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. Đây là điểm mới của thông tư 119 được bổ sung. Ở thông tư 156 thì không có nhắc đến vấn đề này. Ở thông tư 156 thì chỉ nói là bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở các nước ngoài nếu có, cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Như vậy là nếu như mà tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế do là cái cơ sở đó đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. B là sửa đổi dấu cộng thứ hai gạch đầu dòng thứ hai điểm C.2.1 khoảng 2 điều 16 như sau.
ở thông tư 116 thì có đề cập đến ở thông tư 156 thì có đề cập đến cái giới hạn, cái thời gian để thay để tính giảm trừ gia cảnh. Nè, cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc trong năm và tại tổ chức cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý tổ chức cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Tuy nhiên, ở thông tư 119 thì không phân biệt là trong năm hay không, hay là ngoài, không đề cập đến, tức là bỏ đi cái cụm từ trong năm, mà là cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán tại thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có sự thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Điểm thay đổi C là sửa đổi bổ sung điểm B.1 khoảng 6 điều 16 như sau. Tương tự như cái biểu mẫu mà thay đổi về khai thuế thu nhập cá nhân khi mà nhận thừa kế quà biếu quà tặng bằng bất động sản thì có tính chất là đồng sở hữu, thì trong cái trường hợp này sẽ thay đổi là trường hợp nhóm cá nhân nhận thừa kế quà tặng là bất động sản và làm thủ tục đồng sở hữu thì cá nhân đại diện kê khai, các cá nhân khác ký tên xác nhận vào tờ khai mà không bắt buộc từng cá nhân phải khai thuế. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai để xác định nghĩa vụ thuế riêng cho từng cá nhân nhận thừa kế quà tặng. Nếu như thông tư 156 thì là từng người, từng cá nhân được nhận phải kê khai riêng, thì thông tư 119 thì cho đại diện một cá nhân và các cá nhân khác đồng sở hữu thì ký tên xác nhận vào tờ khai mà không bắt buộc từng cá nhân phải khai thuế. Điểm D là sửa đổi bổ sung điểm C khoảng 6 điều 16 như sau. Bổ sung trong cái phần mà điểm C là nơi nộp hồ sơ khai thuế. Cá nhân nhận thu nhập từ thừa kế quà tặng là chứng khoán, phần vốn góp nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán. Doanh nghiệp có phần vốn góp ở thông tư 156 thì không chỉ nói là tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành, thiếu đi chữ chứng khoán. 119 thì bổ sung từ tại doanh nghiệp phát hành chứng khoán, và bổ sung trường hợp cá nhân đồng thời nhận thừa kế quà tặng và nhiều loại của nhiều loại chứng khoán, phần vốn góp thì nộp hồ sơ khai thuế tại chi cục thuế nơi cá nhân cư trú hoặc nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Số 5 là bổ sung điểm B khoảng 1 điều 19 thông tư 156. Điểm B là hồ sơ khai lệ phí trước bạ nhà đất. Bổ sung là riêng đối với trường hợp tài sản nhận thừa kế quà tặng là bất động sản thì hồ sơ khai lệ phí trước bạ không cần phải có tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu 01 trên LPTB nêu trên. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 11 trên KKTNCN để tính số tiền lệ phí trước bạ phải nộp của chủ tài sản và ra thông báo theo mẫu 01 trên LPTB ban hành.
là bổ sung riêng với cái trường hợp mà hồ sơ khai thuế lại phí trước bạ nhà đất cho cái trường hợp mà tài sản là nhận thừa kế hoặc tặng bất động sản. Thứ sáu là sửa đổi bổ sung khẩu thứ 2, 3, 4 của khoản 11 điều 21 thông tư 156. Sẽ bỏ đi những cái cụm từ là đối với thông tư 156 thì trường hợp hộ nộp thuế khoán mà nghỉ liên tục từ trọn một tháng từ mùng 1 đến hết ngày cuối cùng của tháng đó trở lên thì được giảm 1/3 số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phải nộp của quý. Tương đương nếu nghỉ liên tục trọn 2 tháng trở lên thì được giảm 2/3 số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phải nộp của quý. Nếu nghỉ trọn quý thì được giảm toàn bộ số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phải nộp của quý. Tuy nhiên, thông tư 119 thì không đề cập đến là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, mà dùng chung là trường hợp hộ nộp thuế khoán nghỉ liên tục từ 1 tháng từ mùng 1 đến hết ngày cuối cùng của tháng đó trở lên thì được giảm 1/3 số thuế phải nộp của quý. Số thuế phải nộp của quý khác với lại thông tư 156 là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Ở thông tư 119 thì chỉ nói là số thuế. Chúng ta lưu ý điểm đó. Và cái số 7 là sửa đổi bổ sung điều 22 của thông tư 156. Đó là cái nguyên tắc khai thuế. Bổ sung cái nguyên tắc khai thuế đối với hộ gia đình cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và nộp thuế môn bài. Bổ sung là riêng đối với hộ gia đình cá nhân có tài sản cho thuê mà số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này. Có nghĩa là những cái cá nhân, những hộ gia đình mà có tài sản cho thuê, ví dụ như công ty thuê một địa điểm kinh doanh mà biết rằng cái bên cho thuê đó có doanh thu trong năm á là dưới 100 triệu đồng hoặc là tháng là từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì trường hợp này cơ quan thuế sẽ không thực hiện cấp hóa đơn lẻ. Công ty chúng ta sẽ lập cái bảng kê hàng hóa mua vào không hóa đơn để hạch toán vào chi phí. Một cái điểm sửa đổi là sửa đổi điểm B khoản 5 điều 22 của thông tư 156. Cái thời hạn nộp thuế đối với hình thức khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Còn thông tư 156 thì nêu rằng là đối với hình thức khai thuế theo từng hợp đồng phát sinh, thời hạn nộp thuế là thời điểm khai thuế với cơ quan thuế, hai cái khác nhau. Thời hạn đối với thông tư 119 thì thời hạn nộp thuế cũng chính là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Và thứ 8 là sửa đổi bổ sung khổ 6, 7, 8, 9, khoảng 3, điều 28, thông tư 156. Ở thông tư 156 thì không có chi tiết đến các công trình mà liên huyện.
thì ở trong thông tư 119 có đề cập chi tiết hơn là đối với các công trình liên huyện, nếu xác định được doanh thu công trình chi tiết theo từng huyện thì số thuế giá trị gia tăng khấu trừ sẽ được kho bạc nhà nước hạch toán vào thu ngân sách của từng huyện tương ứng. Ở đây là hướng dẫn cái việc hạch toán kho bạc nhà nước. Còn đối với các công trình liên huyện mà không xác định được chính xác doanh thu công trình chi tiết theo từng địa bàn thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình trên từng địa bàn để gửi kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Trường hợp chủ đầu tư không xác định được tỷ lệ doanh thu công trình trên từng địa bàn thì giao cục trưởng cục thuế xem xét quyết định. Có nghĩa là khi mà đối với các công trình liên huyện á, mà xác định được doanh thu á, công trình chi tiết theo từng huyện thì số giá trị thuế giá trị gia tăng khấu trừ á, sẽ được hạch toán vào thu ngân sách của từng huyện tương ứng. Còn nếu mà không có xác định được chính xác doanh thu công trình theo từng địa bàn trên huyện á, thì chủ đầu tư xác định tỷ lệ doanh thu của công trình từng địa bàn để gửi kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Mà trường hợp chủ đầu tư không xác định được luôn thì giao cho cục trưởng cục thuế xem xét và quyết định. Một điểm nữa là bãi bỏ cái nội dung tại khoản 2 điều 29 của thông tư 156. Khoản 2 điều 29 thông tư 156 nói gì? Là trường hợp người nộp thuế khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước phải ghi cụ thể nội dung tiền tiểu mục cho từng loại tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt trên chứng từ nộp thuế thì cơ quan thuế thực hiện hạch toán theo đúng thứ tự thanh toán của tiểu mục đó, được hướng dẫn tại khoản 1 điều này. Cho từng loại thuế, từng tiền chậm nộp thuế và tiền phạt người nộp thuế đã ghi trên chứng từ. Có nghĩa là ở trên chúng ta đã có một cái sự thay đổi về mẫu biểu mẫu khi nộp vào ngân sách nhà nước. Tức là khi nộp vào ngân sách nhà nước đối với cái cụ đối với thông tư 156 á, thì chúng ta phải ghi rõ luôn là tiểu mục mục đây, chúng ta sẽ coi một cái mẫu của cái thông tư 156 cũ. Chúng ta coi thông tư 119 đi. Đây là cái thay đổi.
tức là cái bảng kê mà nộp thuế thì chúng ta chỉ cần ghi số thứ tự, nội dung khoản nộp, loại tiền, số tiền, mà chúng ta không cần phải ghi là khoản mục và tiểu mục đối với từng loại thuế nữa, mà những chỉ tiêu đó sẽ do kho bạc hoặc ngân hàng ngành thương tự hạch toán. Đây là giấy nộp tiền vào ngân sách. Đây. Mã chương sẽ do ngân hàng được quỹ nghiệm thu ghi hoặc là kho bạc nhà nước ghi, mà chúng ta không cần phải ghi. Đó là sự thay đổi. Tôi vừa liệt kê so sánh một số điểm mới của thông tư 119 so với thông tư 156 của luật quản lý thuế. Phần kế tiếp thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những điểm mới của thông tư 119 so với thông tư 111/2013 ngày 15 tháng 8 2013 về luật thuế thu nhập cá nhân sẽ thay đổi như thế nào, thì phần sau tôi sẽ chia sẻ với các bạn tiếp. Xin cảm ơn các bạn.